Hello, xin chào quý anh chị đã trở lại với kênh của Quang Béo. Và trước mắt quý anh chị đó chính là một con Mazda CX-8 chạy 4 vạn nhưng mà như là một cái con xe chạy mới 2 vạn thôi. Cực kỳ đẹp về bên trong nội thất lẫn ngoại thất luôn. Và con xe này là sản xuất 2020 bản Luxury, máy 2.5, máy xăng, số tự động. Đang được bên Quang chào bán với mức giá là 795 triệu. Và chúng ta sẽ cùng đi xem chi tiết con xe này nha. Và chúng ta cùng đi B-Ron. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Và vừa rồi quý anh chị đã xem video của con xe như thế nào, quá đẹp luôn. Quý anh chị chỉ cần bỏ ra với giá 795 triệu đã sở hữu một con Mazda CX-8, một trong những cái con xe mà anh Quang cũng rất là thích về cái độ cách âm cũng như là tỉ mỉ nội thất bên trong ngoại thất. Và như ban đầu video anh Quang cũng đã nói cái con xe này thì 4 vạn nhưng mà chạy giờ cái con xe như 2 vạn nha ha. Đây, mời quý anh chị cùng xem. Con xe này thì cũng vừa mới về thôi, rất là đẹp luôn. Đây có cả cảm biến đồ đầy đủ hết, bản Luxury nhưng cũng có cả hút kính luôn nha. Nó chỉ là cắt đi cái labu thôi, nó không có labu với lại AWD với một số tính năng nhỏ như là giữ khoảng cách thôi. Tại mình mua cái bản Luxury là cũng đủ xài rồi. Thôi mời tiến vào đây, đứng ngoài nắng tỏi tiếng lắm. Đây, mặt ga lăng viền chrome rất là đẹp nha quý anh chị ha. Đèn thì cũng là đèn bi Rosetto bóng LED, đồ rất là ok. Đây mời tiến qua đây quay manh nè. Đây em quay cho quý anh chị xem ha. Ba đờ sóc liền lạc luôn. Chưa hạ cản trước luôn, chưa hạ cản trước, chứng tỏ là cái đằng trước này là sơn zin nha quý anh chị nha. Sơn zin luôn. 4 vạn nhưng mà nhờm cứ như 2 vạn vậy. Con xe này đang để mọc luôn, còn hơi dơ. Quý anh chị mà mua xe về, em sẽ dọn cho quý anh chị lên tới 4 bước nội thất, ngoại thất, khoang máy và gầm bệ nha. Một con xe rất là đẹp. Đẹp quá quý anh chị ơi. Tê hết cả người luôn. Đã quá. Quá đã luôn, mới chạy xong sướng rồi, sướng luôn. Đây gương gặp chỉnh điện, đồ viền rơm, cửa sổ viền rơm. Chúng ta nội thất mình bên trong sẽ quay sau đi. Dán phim cách nhiệt xịn nha quý anh chị, ngồi bên trong rất là mát, rất là sướng luôn. Rồi có cả giá nóc nè, rất là ok. Đây đằng sau, con xe này là chạy xăng nha. Con này là chạy xăng nha quý anh chị nha. Bánh thì rất là to, bánh hình như là tới 19-20 inch á. Để ngoài kiểm tra cho quý anh chị. Lớp Toyo nè, 19 inch, 225/55R19 nha. Rồi mời tiến ra đằng sau luôn. Ai Tiến có gì muốn nói với con xe này không Tiến? Đây cho Tiến nói. Gầm cao, máy thoáng, tiết kiệm nhiên liệu, hơn nữa là một cái giá rất là phải chăng. Chỉ với 795 triệu. Nhưng mà mức giá này vẫn còn thương lượng nha mọi người. Mức giá vẫn còn thương lượng cho mọi người tới xem xe tại siêu thị ô tô Hà Nội. Và đặc biệt tới đấy mọi người đọc bát Quang Béo hoặc là có thể gặp trực tiếp Quang Béo để có được một cái mức giá gọi là ưu đãi nhất với một chiếc như thế này, không khác gì một chiếc xe hãng hết. Mặc dù là nó hơi bụi bặm thôi nhưng quý anh chị có thể thấy là đây, có thể cho quý anh chị xem phần khoang máy. Sơn zin. Đây là xe mới về nha quý anh chị, chưa làm một cái gì nha. Sơn zin hết luôn á. Xe đẹp. Và khi anh chị nhận xe thì bên siêu thị ô tô Hà Nội sẽ dọn dẹp đầy đủ nội thất, ngoại thất, gầm bệ, khoang máy. Máy ta giữ kỹ không cả, chưa dọn luôn. Này còn bụi này nhưng mà sạch chưa? Quá sạch. Một khối động cơ quen thuộc của nhà Mazda. Sky Acti Technology. Quá ngon, ốc chân mái đồ rất là đẹp ha. Option thì gọi là miên man luôn cho mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Nắp cái con xe cam kết hết luôn nha, cam kết hết tất cả mọi thứ cho quý anh chị và các bạn luôn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin. Mới chạy xong nóng quá quý anh chị. Quý anh chị có thể xem cái lỗ tròn. Ê, rất là tròn, không hề có một cái dấu vết gọi là va chạm. Đó, tròn trịa đều hết. Những cái vết bấm robot thì rất là đẹp. Bảo hành cho quý anh chị con này lên tới 6 tháng 6 tháng 10.000 cây. 6 tháng 10.000 cây. Bởi vì xe đẹp nên là anh quý anh chị nên tranh thủ nha. Bởi vì bên chiếc này thì bên xe bán rất là nhanh. Rồi ok. Mời Tiến qua đây đi. Tiến cứ nói bên đó, chút nữa anh lấy âm thanh bên đó cũng được Tiến. Bên đó có âm thanh. Đây cấp này, điện luôn nha. Cấp điện luôn. Đó, ốc cớp đồ rất là đẹp ha, sùng chỉ là nguyên zin hết nè. Phụ kiện đầy đủ. Phụ kiện bánh sơ cua đồ nghề, bánh sơ cua chưa hạ luôn. Đồ nghề đầy đủ hết, tiêu chuẩn châu Âu mâm sắt nè, chuẩn luôn.
cái bánh cũng đẹp nữa Tiến. Hãy xem coi còn gì nữa không. 8.7 cho 100 cây, máy 2.5 nha quý anh chị, bản luxury nhưng mà quý anh chị sẽ thấy không đầy đủ hết. Lipo nè, đây Tiến ra làm sao Tiến dòm nè Tiến cho quý anh chị và các bạn xem. Phần rôm này không biết là xe zin hay là zin của xe, zin của xe luôn. Lipo nè, cảm biến, camera lùi đầy đủ hết luôn. Tuy là bản luxury, bản giữa nhưng mà đầy đủ hết. Bản deluxe nha chị, em quen hướng dẫn cho quý anh chị phân biệt luôn. Bản deluxe thì cái mâm nó sẽ nhỏ hơn và cái mâm nó sẽ rất là xấu ha. Đó. Rồi nó sẽ không có hút kính nè, giờ nó rất là chán, đồ chơi nó rất là chán. Nếu như mà ra lỡ mua CS8 là mua luôn bản luxury. Đừng mua bản deluxe. Mua luxury hoặc là premium. Premium. Đúng rồi. Premium thì sẽ có những cái tính năng vui vui như là giữ giữ làn nè, rồi giữ khoảng cách với xe đằng trước nè, rồi anti-sen, đồ la la la, đồ rất là nhiều cái. Còn bản luxury thì đã đủ xài rồi. Thôi bây giờ chắc mời quý anh chị vào bên trong nội thất xem đi. Đây cho Tiến xem, cho Tiến quay luôn, cho Tiến quay giùm nha. Con xe vừa mới về luôn, quay cho quý anh chị xem luôn á. Đó, quý anh chị thấy không, như ban đầu quan nói ha, 4 vạn nhưng mà giờ cứ như là 2 vạn vậy á. Đây là dòm ghế da, quan trọng là cái ghế này, thường thường những cái ghế mà của Mazda á Tiến, là cái ghế nó sẽ rất là nhăn, nhưng mà mình ngồi nhiều nó sẽ rất dễ nhăn lắm. Nhưng mà đây 4 vạn nhưng mà dòm nè, chưa thay luôn, đây là ghế zin của xe nha, chủ người ta giữ rất là kỹ luôn. Phần yên ngựa thì được thêm ốp thêm carbon này. Đúng rồi, ốp thêm carbon vô. Cần số này có vẻ giống nhà Toyota, giống Camry. À không, nó dễ à, đúng rồi, nó không Camry thì nó vẫn là theo cái dạng hình chữ số 7 á, đẩy qua xong rồi kéo xuống, còn cái này nó đẩy một eo xuống luôn. Auto đèn, auto gạt mưa nè, ga tự động nè. Hồi nãy là trong cái video mà đi test Roi là đã có test chức năng này cho quý anh chị xem luôn. TC Jackson Bichon nè, rồi e-stop này em quen hay không biết là cái gì, quý anh chị mà biết thì để làm phần bình luận bên dưới nha. Tắt mở cảm biến, mở cốp nè. Và đặc biệt được chủ người ta trang bị sàn 5D và đây là sàn xịn ha. Đây, quý anh chị có thể thấy nè, sàn xịn là nó sẽ có thêm một cái miếng này với lại một cái miếng bên trong đây. Đây, cái miếng này là cái miếng để đệm cái chân, là cho chị em mà mang guốc á sẽ không bị mắc cái tôi guốc vào trong cái này. Đó, đây là cái miếng để chân, để khi mà mình dặm ga sẽ không bị kẹt ga, và đây là miếng 5D xịn. Kể cả cái phần này nó có luôn cả cái đồ ợp vô nè quý anh chị, nó giữ vô nè, thấy không? Còn nếu cái đồ dở là nó sẽ không có, và những cái này mà nó bị lòi ra ngoài, nhiều khi quý anh chị thấy là mình dặm ga vô nè, mà nó mà bị lòi ra ngoài cái lúc mà mình buông lên là nó xe nó còn ga. Đó là nó kẹt ga đó, nó kẹt trên ga là do mình gắn đồ dởm á. Mình đã gắn đồ chơi rồi, mình gắn đồ xịn, mình đừng bao giờ gắn đồ dởm. Đồ xịn nó sẽ luôn luôn giữ cái an toàn cho mình, giữ một cái gọi là sao ta, nó tiêu chuẩn, nó cao, nó đã tính toán hết rồi. Còn đồ dởm là người ta chỉ gắn vào cho có thôi, không? Đó. Cảm ơn anh Quang nhắc lại. Rồi ok, cho cái xe đằng sau nữa, ghế đằng sau. À. Phần sau. Bốn ghế sấy luôn, bốn ghế sấy hết luôn. Hai ghế trước là sấy ghế, hai ghế sau sấy ghế luôn. Vùng lạnh độc lập thôi nha quý anh chị. Ba vùng lạnh độc lập luôn, đằng sau là ba vùng lạnh độc lập riêng luôn. Đó. Ghế cũng da nắp ba và ngồi rất là sướng nha. Rồi chưa kể đây là một trong những chi tiết rất là tỉ mỉ đối với chị em phụ nữ nè. Đây. Rèm che nắng. Đó, quá đã. Chị em ngồi xe đã có phim cách nhiệt lại xịn rồi nè, đã chống tiêu UV, có thêm cái rèm này vô nữa chống càng ác nữa, quá đã, quá sướng rồi. Ok thì chắc thời lượng video cũng đã bao nhiêu rồi, 7 phút rồi thì thôi, chắc là em Quang mời quý anh chị cùng đi test drive nha. Rồi mình sẽ lên trên là mình nói sơ thêm những cái tính năng xe nữa nha quý anh chị nha. Và em xin nhắc lại, đây là một con Mazda CX-8 bản Luxury sản xuất 2020, Odo 4 vạn nhưng mà cứ như 2 vạn vậy. Đang được bên Quang chào bán với mức giá là 795 triệu nha. Và bây giờ chúng ta cùng đi test drive thôi. Ok, và bây giờ đi trải nghiệm nha quý anh chị và các bạn. Đây là con Mazda CX-8 nha. Mazda CX-8, em Quang vừa mới quay xong cho quý anh chị xem, màu trắng. Và lại một lần nữa em Quang xin đọc lại thông tin con xe này, đó chính là Mazda CX-8 bản Luxury sản xuất 2020 và đang được bên em Quang chào bán với mức giá là 795 triệu, chưa tới 800 triệu nha. Đó, một cái con xe màu trắng rất là đẹp. Rồi, ok. Xe thì chạy rất là sướng, máy 2.5 mà có cả hút kính luôn, bản luxury nhưng có cả hút kính nha, không có là bù thôi. Đó. Đây, mình sẽ đi trải nghiệm con xe này và test hết tất cả các tính năng trong con xe này đang có.
Hả? Anh kia anh chạy ghê quá kìa, anh xe tải anh chạy ghê quá. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta đang bắt đầu vào khu đô thị Vạn Phúc. Đấy, tiếng mới lên, con xe này tiếng bất ngờ luôn quý anh chị và các bạn. Tiếng nói sao cái con này à, ngã ghế ghê vậy. Đâu, tiếng ngã lại cho viewer xem tiếng. Thôi, chiếc này ngã có thể mình gặp mình như mấy chị tập yoga, mình ngã uốn cong nhưng mà tôi luôn. Đây, có cả ga tự động đây, set ga tự động luôn. Test hết tất cả mọi tính năng, bật on trước nè. Rồi on là nó sẽ hiện lên nè, off là tắt nè, hiện lên nè. Rồi nha. Xong rồi mình phải chạy trên 40 nè, bấm chữ set trước nè. Rồi đó vô rồi đó, đó nó hiện số 39 lên. Tùy nha. À Mazda thì nó sẽ hiện số lên, còn những cái con xe khác nó sẽ không hiện số lên nha. Mình sẽ set theo tự cái đồng hồ của mình. Đây nó 39, em quay giờ không còn đạp ga nữa nè. Đó quý anh chị thấy không, em không có đạp dặm ga nữa nha. Bây giờ chỉ có cho xe tự chạy thôi và mình có thể set cho nó chạy nhanh lên nè. Đó lên 45 nè, là đồng hồ sẽ lên 45. À, mình sẽ chậm lại xíu nè. Đó 40 thôi. Hình như cái con này mình còn có thể hạ được. Con này để coi tối đa nó cho bao nhiêu. 30. Phải trên 30 là con này có thể mở ga tự động được. Đây nó báo luôn trên hút kính luôn. Trên hút kính có luôn nha quý anh chị. Đó thấy không? Quý anh chị có thể thấy không? Tại vì đang cái góc nhìn của em Quang thì thấy, mà còn biết trong viewer, trong cam thì quý anh chị có thấy không? Và hiện tại thì đang đi quay lúc 11:50, chuẩn bị dầm là 12 giờ, nên quý anh chị cảm thấy em Quang thật là siêng năng để up video cho quý anh chị thì hãy cho em Quang xin một like, một share như một lượt đăng ký, nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ Quang Béo nha. Đó, hiện tại là vẫn đang không dặm ga nha. Đây quý anh chị có thể thấy là chân em Quang bỏ lên nè, không dặm ga luôn đó, ok chưa. Con này thì là bản Luxury nhưng mà được mâm thì mâm rare nè, có cả hút kính luôn nhưng mà không có labu thôi, không có labu nha. Có hút kính đầy đủ hết. Rồi những cái cấp điện nè. Quá đã, chạy những cái con xe mà có ga tự động như thế này rất là sướng luôn, auto đèn, auto gạt mưa. Những cái ga tự động này khi mà mình đi đường cao tốc mình đỡ phải dặm ga, cũng đỡ bị lố, đỡ bị lố cái tốc độ cho phép. Chạy rất là thích. Mà Mazda CX-8 chạy cách âm rất tốt nha. Mazda, riêng Mazda CX-8, không biết CX-5 với lại Mazda 3 thì hơi ồn tí, nhưng mà Mazda CX-8 rất là tốt. Cách âm rất là phê, và đặc biệt chủ người ta trang bị một cái dán phim rất là ấm, rất là kiểu như nó rất là chống chói nha. Giờ cái cảm giác như là nó dịu mắt hẳn đi luôn đó quý anh chị và các bạn. Đó. Rồi để quay tìm chỗ nào mát mát quay cho quý anh chị. 12 giờ thì nó đang hơi mát quá. Thấy các chị gái vào đây xong nào. À, đây. Ê, từ từ trước khi đi thì mình dạo thêm một vòng nữa nhé. Ở trong kia đang thấy có người. Mình dạo thêm một vòng, mình test hết chức năng trên xe đi, xong rồi mình sẽ vào mình quay. Thì bây giờ em quay sẽ quay, nói chung là quay thì sẽ để cái phần test drive này ở phía sau nha. Đó. Đây. Mấy lần anh con test drive là em tiến lại phải. Đây, xếp bèo. Ồ, bên đây máy quá nè. Hay là tại cục may ta? May. Hình như chắc tại cục may. Chạy máy qua tranh thủ. Chưa để qua sport đó nha. Cách âm rất là tốt luôn. Cách âm rất là tốt luôn á. Chưa để qua sport chạy nha. Mấy chú này chạy ngược chiều. Cô chú kỳ quá à. Để qua sport chạy còn sướng hơn nữa. Nhưng mà sắp hết đám mây rồi. Chung nữa hết đám mây à, à, đậu đây cũng được. Đúng rồi. Cùng mây đi chậm nè. À, lùm cây đã nè. Lùm cây này mát nè. Ok. Đây để em quan dạo thêm một vòng nữa rồi mình quay lại mình review cái con xe này cho quý anh chị nha. Rồi thì như lúc nãy em quan cũng đã nói là em quan sẽ để test drive cuối. Thì chắc là em quan cũng xin test drive xong rồi là kết thúc video tại đây đi. Nếu quý anh chị thấy video này hay, em quay lại một lần nữa xin quý anh chị cho em quay xin một like cũng như một share, một lượt đăng ký, nhớ nhấn vào nút thông báo để ủng hộ cho Quang Béo cũng như là Tiến. Tiến đang suy nghĩ biệt danh của Tiến, thì quý anh chị biết thì cho Tiến xin một cái biệt danh nha. Con này chừng màu đen ok
ok nè, sạch, dàn lạnh tốt ghê, dàn lạnh mát ghê á, dàn lạnh mát ghê. Một cái điều mà con gầm cao khác cùng phân khúc khó có đó là cái gì nữa đâu? Cái gì? Cách âm à? Không phải. Không. Cái gì? À DVD à? À sao con này nó vẫn còn DVD đúng không? Phải, để nói mà. Đây hình DVD. Cái lượng pin tẹp của nó là vẫn còn nha mọi người. Nhưng mà cái DVD này nó lợi lắm luôn á, nhét dĩa được. Đúng rồi. Ok. Rồi, chào tạm biệt quý anh chị nha. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video khám phá những cái con xe tiếp theo nha. Và ok, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Bye bye quý anh chị đi tí. Giờ hôm đang quang, giờ hôm thắng vô cam nè. Giờ hôm không có tâm gì hết. Hẹn mọi người tại những video tiếp theo tại Deadline là tại tiếng. Deadline là tại tiếng. Hẹn mọi người tại những video tiếp theo tại kênh của con béo. Đang buồn ngủ rồi hả? Bye bye.